Ok, mình coi giải này nha. Để chút nữa mình sẽ nói về những cái vấn đề reset sau nha mọi người. Giờ mình tập trung vô cái nội dung coi giải nha. Ok, thì Panvit thì tôi nghĩ là cảm giác như là đang phải gọi là sao ta? Có lẽ bên phía Sung Linh là đang cắm vào đường trên khá là nhiều rồi. Thì xong đẩy cho cái kèo chống chịu dành cho thằng Phan Rê, sau đó Pít Tung Hà. Nói chung là họ có chuẩn bị rồi, nhưng mà khi mà họ cắm như vậy thì họ để họ ra một cái xa. Cái xa của Viper nó tương đối là mạnh anh em. À, đặc biệt trong cái cặp trận này hai thằng xạ thủ á, thằng nào cũng đánh tốt Mikasa và đều có tỷ lệ thắng cao đối với Mikasa luôn, hai thằng luôn á nha. Nên cái sự lựa chọn Mikasa này tôi cảm giác như là một cái sự lựa chọn mà để cho đối phương bít dễ á, chứ mà vì họ có lý do là trong cái buổi hôm qua thì có lẽ họ chuẩn bị trong giai đoạn có chọn á, là họ sẽ quyết định là cắm Pantheon là cái con tướng mà gây áp lực ở trong rừng rồi. Nó đi găng tương đối là mạnh, Pantheon vẫn đang tương đối là mạnh nha. Với lại nó cấm hai con tướng đường trên, ép cho Flandre phải chơi mấy con kiểu dạng on rồi các thứ chống chịu đồ. Thì lúc đó nó sẽ đẩy sang cái kèo đánh Aatrox, xây dựng đội hình 3 mũi nhọn sát thương và sau đó sẽ đánh lên cánh trên chủ yếu. Ok, ngoài ra thì bích con Victor đây nha. Victor đánh với con, thật ra trong cái trường hợp này thì có thể là bích con Azir, nhưng mà Azir bị cấm rồi nên đổi thành con Victor. Victor là cái con tướng mà Angel nó đánh cũng tương đối là tốt. Nó là một trong những cái thằng đánh Victor ở đường giữa khá là nhiều ở bên ABL. Và trong những cái tuần đầu tiên nó đánh Victor, cái lượng sát thương gây ra dàn người sau của nó rất là đảm bảo. Thì Victor nó đặc điểm nó sẽ là cái con tướng pháp sư mà sát thương DPS ở dàn người sau cực kỳ uy tín luôn. Nó không có thua, thậm chí không có thua so với con Lunina ở dàn người sau nha. Nhưng mà nó bị một cái điểm yếu là ở thời điểm đầu á thì nó không có mạnh cho cái việc mà kiểm soát lane. Cụ thể là nó không đẩy lên lại được so với những con như Ori, Syndra hay là Azir rồi các thứ, nó chỉ bị một cái điểm yếu là như vậy thôi. Thì để khắc phục được cái điểm yếu này thì bên phía của Sun Linh họ bổ sung, họ cũng biết cái điểm yếu chứ, họ bổ sung bằng những cái con tướng mà có khả năng dọn rừng mạnh và cặp boss cũng tương đối là mạnh. Cặp boss là Seiya với lại Rell, là cặp boss mà có khả năng tấn công tương đối là mạnh đó. Cảm ơn Nguyên nha, trời ơi 100.000 luôn, cảm ơn Nguyên nhiều nha, cảm ơn em nhiều nha. Nguyên là ai lạ quá ta, nhưng cảm ơn Nguyên nhiều nha. Rồi ok, đang nói về vấn đề về giọng rừng ha. Con Udyr với Olaf bây giờ là cái kèo khá là cưng rồi anh em. Hai con tướng đều có khả năng giọng rừng tương đối là tốt, mỗi con thì sẽ có một cái sức mạnh riêng. Ví dụ con Udyr thì nó sẽ kiểu dạng thiên về chống chịu với lại CC ngắn, còn con Olaf thì nó sẽ thiên về cái việc mà đẩy băm bổ vào đội hình của phía đối phương dần sâu với cái chuyện hấp huyết á. Thì mỗi con sẽ có cái sức mạnh riêng. Ở phiên bản 11.2 này thì hai con đều tôi nghĩ là đều đang mạnh ở thời điểm này á. Tí nữa qua thì sẽ nhật ký của Gam luôn ha. Ok rồi. Trong trường hợp này thì có thể bích được con Syndra nha mọi người, bích được con Syndra để kiểu như là vẫn là cái sự lựa chọn mà tôi nghĩ rằng cũng ổn, chứ không phải là chỉ riêng về con Victor. Con Syndra cũng ok á, hình này đánh Syndra được, đánh Syndra cũng được. Có thêm sát thương sốc. Với lại chắc là khi mà chơi Syndra, thật ra Syndra Victor đánh ở dàn người sau á thì Victor sát thương của nó uy tín hơn, nhưng mà con Syndra thì nhiều khả năng là sẽ làm được nhiều thứ hơn, còn bởi vì Angel nó thuận tay hơn với con Victor này á. Ok ha. Với cái việc mà bích một cái cặp đường dưới mạnh và rừng mạnh thì cái việc mà mình farm cái vòng rừng xong mình bảo vệ con mùa xanh thứ hai á là điều hoàn toàn có thể làm được nha. Thì đó là về mặt lý thuyết, còn về mặt thực tế ở trong trận đấu nó sẽ có những cái biến số, để coi những biến số trong trận này sẽ như thế nào. Cảm giác trận này bên phía của ADG á, cặp đường dưới của họ đánh trên đánh tốt hơn rất là nhiều, đánh tốt lắm. Pha này thì anh em thấy là như thế này nè. Cái quay này á là một cái quay mà thằng Viper với thằng Meko là đang tích cái quay bự. Nếu mà anh em kéo khoảng chừng 15 giây trước á, khi mà cái đợt lính đang còn đứng ngay cái bức tường bức đá này nè, thì anh em sẽ thấy là thằng Viper nó lát thích rất là chậm. Nó lát thích từng con một chứ mà nó không có dọn lính nhanh để mà nó tích cái quay bự. Và vừa rồi nó bung chiêu á là để mà nó dọn lính để nó di chuyển ra. Thì cái quay này thường gọi là cái quay nhịp ăn rồng. Và mấy tụi mà bên phía của EDG hay mấy cái tụi mà top tier á, họ tích mấy cái quay này tương đối là tốt. Thì cái quay này chủ đích của bên phía EDG là ăn rồng nha, chứ không phải là muốn đánh. Bởi vì hàng sọc nó đang ở đường dưới luôn nên nó BK luôn. Vòng rừng của cả hai 44 chưa lên cấp độ 6, 46 cũng chưa lên cấp độ 6, gần rồi, hai này gần lên cấp độ 6 rồi. Là anh em thấy không? Ra nó hít vài con lính một cái là lên cấp độ 6 luôn. Và có luôn cả dịch chuyển của thằng Flandre ở đây nữa. Cái pha này á, thật ra
là thằng Bin nó có khả năng dịch chuyển được. Thằng Bin có khả năng dịch chuyển được. Nhưng mà tôi cảm giác như là cái pha này đến từ bên phía của Xuân Ninh á, là họ chỉ cố gắng họ câu thôi. Họ câu cái dịch chuyển của thằng Flandre, là anh em thấy chênh lệch đường trên là đang rất là nhiều. Thằng Flandre là nếu như đặt cái trường hợp mà Flandre nó xuống pha này mà nó không giết được ai là nó thu chặt ở đường trên luôn. Đường trên ít nhất là một lớp giáp trụ. Thì nó đúng rơi đúng vào cái điều kiện thắng của phía Xuân Ninh. Kiểu như bây giờ đường dưới chỉ là chim mồi thôi, xong nó tập trung tài nguyên lên khu vực đường trên để có cái lợi thế nhất định dành cho thằng Bin. Thằng Bin nó sẽ gánh team ở giai đoạn giao tranh, ở giai đoạn công vòng 3 á. Trong một vòng 2 nó có khả năng nó bỏ. Ở pha này vào sâu á, xong tụi kia nó phản công được trở lại, thậm chí thằng Fan Rê dịch chuyển luôn. Nó khiến cho pha này là có một chút lợi thế khu vực đường dưới và vẫn kiểm soát được công vòng dành cho bên phía của DG. Nhưng mà thật ra pha này chưa phải là quá tệ nha. Thôi đổi hỗ trợ lấy rất nhiều cái khoảng trống ở đường trên. Anh em thấy không? 24 chỉ số lính, một lớp giáp trụ là biết bao nhiêu tiền rồi, là biết bao nhiêu tiền rồi, cỡ 6-700 tiền rồi, chứ đâu có ít đâu. Trên lệch cũng tương đối là nhiều á, và đúng vô cái điều kiện thắng của phía Xuân Ninh là họ chấp nhận buông bỏ thì theo kiểu đó. Và bởi vì là những cái tình huống mà liên tiếp tiếp theo á, làng Franje này nó được tài nguyên, nó được tài nguyên đến từ tình huống mà ra can thiệp ở đường giữa, coi như cái pha di chuyển này của Franje nó thu lên thật đó, nhưng mà nó mang lại những cái lợi ích dành cho mấy bồ của nó. Cái game này chủ yếu đa phần xuất phát từ khu vực đường dưới á, những cái tình huống mà kiểm soát quay của thằng Meko với lại thằng Viper tương đối là tốt. Một khoảng trống mở ra cái ram ra đường giữa, lần đường giữa chết luôn rồi. Angel vừa rồi mất lát, cái pha mà đổi lát né lăn một tốc biến của Vlade mất lát, pha này bị khai thác luôn, không có đủ tầm nhìn. Rồng nguyên tố thứ hai là bỏ nha. Bên phía Xuân Ninh á là chơi theo cái kiểu này nè, trong một năm vừa qua là họ chơi theo kiểu này nè. Lần sọc nó sẽ cướp rừng và đánh lên nửa trên bản đồ để cho thằng Bin nó có nhiều lợi thế nhất có thể. Thằng Bin nó sẽ để dành tay le của nó không tay le tham gia ở đường dưới trong cái thời điểm sớm đâu, thường thường là như vậy, để chủ yếu là thắng le nó đường trên. Trên lịch đường trên tương đối là nhiều nha, gần 50 set, hai lớp giáp trụ. Nếu mà pha này á mà nó giết được thằng Fan Rê á thì nó sẽ mở ra cái cơ sở thắng rất là rõ nét dành cho bên phía Xuân Ninh. Là bây giờ ok, mấy anh có lợi thế đường dưới, mấy anh có con rồng 2 đúng không? Tụi tôi có con tóc, ao trình, ao đồ. Một chút nữa rồng 3, tụi tôi sẽ lấy cái sát thương của con ai tróc này nè, tụi tôi sẽ gánh. Sẽ gánh rồi cố gắng có lợi thế trong giao tranh rồi các thứ á. Thì cái đó là lối chơi của phía Xuân Ninh nha, anh em nhắc lại một lần nữa nha. Ôi, pha này của thằng Flan Rê làm tốt quá. Em thấy pha băng trụ này, Flan Rê lăn vụn hai thằng. Tóc biến né Q3, thằng này outplay cái tóc biến nhẹ của Bin. Bin cũng quy tốc biến á anh em, nói chung cố gắng hát não nhau rồi cái thứ đó. Rồi cái góc bên kia tốc biến trí quá. Xong rồi ông Scout cũng có dịch chuyển tay le lên, ông hút cái mạng của ông sọc luôn, tiếp hút cái mạng của ông Bin luôn. Bin rướng vô nè, rướng vô để gây sát thương nè. Không hồi phục kịp, pha đó không hồi phục kịp. Để tôi coi coi có bị giảm hiệu ứng hút máu không của con Ragaz không. Hết rồi, con Ragaz hết rồi nhưng mà cũng không hút máu kịp. Cái sát thương của con Scout cũng tương đối là tím. Ok, thì bây giờ tự nhiên bị cái pha này cái là mất luôn cái điều kiện thắng ở đường trên anh em. Chênh lệch đường trên là vẫn là có nhưng mà nó không có đủ nhiều. Được một cái pha này là gỡ lại rồi. Cái pha này thì một cái cơ sở đánh là thằng AD Viper đi chậm, đi tương đối là chậm thì sẽ có cái nhịp đánh tốt dành cho phía Xuân Ninh. Pha này ngon mở tốt. Tóc biến vô R đúp CC chồng CC đồ các lướt lên bắn đồ các thứ. Cái nhịp vô rất là nhanh. Thì bên phía Xuân Ninh là nổi tiếng với mấy cái nhịp mà ép giao tranh kiểu kiểu là như vậy anh em. Nhưng mà bởi vì bây giờ cái lợi thế nó không thật sự quá lớn á, chưa kể đó con rồng 3 này là không đủ sức để tranh chấp nên nè. Hiện tại không đủ sức rồi. Nếu mà hồi nãy á, thằng Bin á mà nó có được cái pha đai trụ mà nó thành công á thì cái trụ này mất lâu rồi, cái trụ này mất lâu rồi, và khi đó thằng Bin nó sẽ có khoảng trống ở đường trên rất là nhiều để nó có thể tay le hoặc di chuyển ra khu vực hang rồng trên chấp rồng 3 tương đối là tốt. Và bởi vì cái pha đó cũng là cái pha mà nó khá là mấu chốt dành cho cái ván này á, nên nó không có đủ sát thương. Thế và nữa nha, cái việc mà thằng sọc nó lên cái nắm đấm đúng không, găng tay băng hỏa hả găng tay băng hỏa đúng không, cái tên này bây giờ sửa thành găng tay băng hỏa đúng không. Thì món trang bị này cảm giác như đối với cá nhân tôi cũng không thích món trang bị này lắm. Đồng ý cái nó sẽ có xì lô khả năng truy đuổi đồ các thứ á, nhưng mà
nếu mà như vậy thì cái khả năng tiếp cận của ông Sọc nó sẽ bị giảm. Cái đội hình này đang bị thiếu thêm một cái công cụ, một vài công cụ ở giao tranh. Nếu mà ông Sọc nó lên cái tốc độ di chuyển, tôi nghĩ sẽ tốt hơn, gia tốc hóa cuồng anh em. Tại vì lối nâng điểm của ông Sọc là ông Sọc hình như là nâng có một E, sau đó ông Sọc mắt R, mắt đúc. Nên cái găng tay băng hỏa này tôi nghĩ là nó chưa thích hợp cho cái trường hợp này. Pha này vô góc rồi, pha này tính là play tốc biến né cái quy. Mà thanh niên kia làm ghê quá, thanh niên kia quy lát luôn thì phải, để tôi coi lại coi. À thanh niên này tốc biến thôi, tốc biến thôi chứ không phải là quy lát, tiếp cận bình thường. Nhưng mà Victor của con Angel xui lắm ha, chuẩn bị hút tung lên ha. Pha này nó né được cái CC thì chắc nó cũng chết anh, nó né được cái CC nó vẫn bị xoáy bởi cái lệnh sóng âm, chắc cũng chết. Chưa khó thoát lắm. Nhưng mà được cái mình sẽ câu lên được khoảng thời gian. Đâu câu mắt tím trong bụi mà sọc với binh đều thấy sao không phá. Không pha đó là vô cái nhịp đai trụ rồi mà. Ấy cái pha đai trụ đường trên đúng không? Tại vì vô cái quay mà đai trụ rồi á, nên nó vô nó đẩy vô nó đai thôi nè. Ý là nó pha này đúng không nè. Nếu mà thì này Tele canh cái thời điểm vô đai thôi, nếu mà họ làm tốt thì họ dứt điểm trong vòng một nốt á thì top thằng này Tele lên thì họ còn đủ máu để câu kéo mà. Đó là thời gian. Còn nếu mà không vô đai pha này nó xài chiêu nó bung hết lính thì sao mà đai được nữa. Xong rồi càng đánh càng thua anh em, bởi bây giờ cái điều kiện thắng của nó bị mất rồi á, nên nó sẽ trông chờ vào những cái tình huống mà giao tranh 5 người. Giao tranh 5 người thì bên phía của DC họ làm tốt quá, mấy pha giao tranh làm tốt quá trời. Flandre đứng che, bắt Flandre. Trời ơi, xoáy ba thằng luôn rồi. Không đủ sát thương để làm gì hết. Sọc chạy. Cái pha này sọc nó né rồi. Né. Pha này chúng cái đúp có chết không ta? Tôi nghĩ không chết. Nhưng mà thôi cho chắc là flash chạy luôn. Pha mà kiểu dạng mở đang bị hơi bị lạc quẻ chút xíu nè anh em. Mấy cái tình huống mà kiểu dạng đang có cái góc điện vô á, nhưng mà cái đội hình hàng pin nó lại đứng ở phía dưới á, nên nó chưa có vô đủ sát thương mà dứt điểm thằng Viper. Nên thấy pha này không, nếu mà tụi nó vô sát thương vô thằng tìm Viper là tìm Viper nó chạy mất tiêu rồi nè. Sọp đứng một bên rồi, Hoan Fan nó không được bắn trong pha này, xong rồi không giết được Viper luôn. Rồi tụi kia nó tới, tụi nó giết xạ thủ luôn. Flare ném cái thùng chí quá, chí chó quá. Ông Angel ổng hết đam rồi, Angel ổng hết đam rồi. Mình thằng Bin không giết được Viper luôn, Viper sống luôn. Sọc với hàng fan bị tắt trong pha đó ha. Rồi game 2 á, game 2 thì thật ra nó cũng giống game 1 anh em. Game 2 giống game 1 y chang. Còn AG thì nó sẽ đỡ hơn chút xíu. Nhưng mà AG đi với Ori á, thì nó mới đỡ. Tại vì cái tầm của AG nó sẽ tốt hơn so với Ori. Nhưng mà đi với Syndra thì cũng kiểu dạng farm thôi à. Nhưng mà con Syndra thì nhiều khi là nó chủ động hơn chút xíu. Mấy cái farm mà stun từ tầm xa của nó ok hơn. Thì căn bản game 2 cũng giống với game 1, nhưng mà bên phía Suning họ tệ hơn ở cái game này, đó chính là cái lợi thế đường trên nó không có rõ nét. Game này thì Suning nó chỉ BK 2, BK giao tranh tổng 2 á, thì nó níu giữ được chút xíu thôi, nhưng mà mọi diễn biến thì cũng giống game 1. À, hồi bữa tôi có nghe nói, coi cái phần
phần stream của Dolby á. Đúng rồi, Dolby nó kêu là bởi vì mất đi cái sức mạnh của người kêu gọi đường dưới hỗ trợ cũng như cái kinh nghiệm á, nó khiến cho bên phía Sundin bị yếu hẳn. Yếu ở đây á là những cái tình huống mà kêu gọi á, tôi nghĩ là trong cái game này có một cái pha mà tôi đồng ý, có một cái pha để tới khúc đó xong rồi mở coi cái pha mà ăn con sứ giả 2 á, tôi nhớ không nhầm thì pha ăn sứ giả 2 á khó chịu ha, nó vô nó cúp mình luôn, khó chịu ha. Đường dưới vẫn đang là cái mấu chốt thắng dành cho bên phía của EDG nha anh em, trong cái cặp trận này nè, là anh em thấy mấy cái pha mà đánh rừng hay là mấy pha mà đánh rồng hay mấy pha mà khởi nguồn cho những pha giao tranh á, là hầu hết là đều xuất phát ở khu vực đường dưới của Meko với lại hàng Viper. Lắp nó cầu nhiều. Pha này thì đang BK hay, pha này đang BK được. Không lỗ lắm pha này. Ok, ép được cái đội hình của bên phía EDC rồi. Má cái pha này xử lý kinh dị lắm mà anh em. Anh em nhìn cái pha này của thằng Scout nè. Má nó đặt quy ở đây nha. Nó đặt quy ở đây nha, xong rồi nó đẩy E nha. Nếu mà nó làm đúng mắt binh á thì cái quy này là cái quy mắt tầm của cái E. Nếu mà anh em nào mình chơi Syndra sẽ biết á, khi mà mình đặt quy ở đây xong mình e á là mình sẽ đẩy cái cầu tới luôn, đẩy cái cầu kiểu dạng mắt binh luôn, là nó sẽ đẩy con a chóc vô tới đây nè, xong rồi con a chóc nó bị làm choáng ở trong chỗ này luôn, là mắt binh luôn mà như không làm choáng được, chứ không phải nó quy hụt đâu nha mọi người, phải quy hụt đâu nội. Ở đây ông nội Viper bị đánh hạt không nổ, tưởng là ông chạy được rồi đó, ông bị đánh hạt không nổ xong rồi cũng bị giật ngược rồi trở lại. Banh Bích thì đội hình của cả hai đều đang có cái sự lựa chọn mà theo đúng kế hoạch của họ à. Hồi nãy ván một có phân tích Banh Bích rồi đó. Lý do tại sao mà chọn Victor, rồi lý do tại sao mà chọn Atrox, rồi tại sao mà phải cấm đi hai con tướng mà tự chơi đường trên tốt như là con Chữ Tông với lại con Nhà Na, là ép vô hàng Flandre chơi chống chịu nè. Nói chung là ý đồ của bên phía Sunin cấm là chọn là có ý đồ mà họ triển khai thì chưa được ổn thôi, với mấy tình huống mà kiểu dạng BK chưa được ổn thôi, với ý đồ thì tôi nghĩ là điều kiện thắng nó sẽ đánh lên đường trên khá là nhiều. Rồi cái cách đánh ở trong ván này cái chênh lệch đường trên vẫn là có nhưng mà nó không có nhiều như ván trước. Còn đường dưới thì ngược lại cũng vậy anh em, đường dưới cũng vậy à. Nào cái pha này nè, cái pha này tôi cảm giác như là hàng đôi bi nó nói đúng nè. Pha sứ giả thứ hai nè. Pha này bình thường, thông thường của bên phía Xuân Đinh đó là thằng support nó không có ở đây đâu, support nó đang ở đây nè, để nó ép lên nó đai trụ được các thứ đó, là thằng pin nó không có bị mất cái nhịp di chuyển ra đây đâu, kiểu nó vẫn sẽ ép lên được các thứ. Có nhiều pha ván thi đấu này nha, bây giờ coi highlight lại thì không biết là có thấy hay không á, có nhiều pha thằng pin nó di chuyển nó bị dở, nó thật sự di chuyển bị dở luôn á. Ví dụ pha này cũng là một cái pha tiếp theo luôn nha. Thôi để nói pha này trước. Pha này bình thường á là thằng on nó sẽ xuất hiện ở đường trên, là tụi này nó ăn sứ giả xong rồi nó ép lên luôn, nó đổi trụ hoặc là nó lấy lợi thế nhiều nhất dành cho ông pin, bởi vì tụi nó bị khựng lại một nhịp ở đây nè. Anh em thấy ăn sọc không, cũng bị mất thời gian ăn sứ giả nè, mọi thứ nó chậm hẳn, mọi thứ cảm giác như chậm hẳn cho cái cách mà triển khai của bên phía Sunin luôn. Pha vừa rồi ít nhất là chậm khoảng chừng 10 giây, đi sâu đối phương khoảng chừng 10 giây, khiến cho họ bây giờ họ chưa lấy được trụ luôn nè, đến thời điểm con rồng 3 mà chưa lấy được trụ luôn. Nếu như pha nãy làm tốt á, ăn con sứ giả sớm luôn, 10 giây đủ khả năng để hệ dứt chỉnh sứ giả đẩy lên cánh trên luôn, ép lấy trụ luôn, thì khi đó cái pha này nó sẽ có nhiều khoảng trống hơn dành cho Bin, và thậm chí pha này của Bin nữa tôi nghĩ nó cũng đi lỗi nữa, tại vì đầu tiên là nó đã dịch chuyển lên đường trên rồi mà nó lại không ép đường tiếp, nó lại không ép đường. Và khi mà nó mới đi thôi à, đối phương đã ăn gần xong con rồng rồi, và chắc chắn pha này đi không kịp. Thì bây giờ thay vì nó di chuyển như vậy á, thì nó cứ ép ở đường trên tiếp đi, và chấp nhận buông bỏ luôn con rồng này, hoặc là ép cho con Flandre nó không di chuyển được, không có cái góc để di chuyển, để ở phía dưới là đánh 3-4 hoặc là 4-4 gì đó. Pha này nó bị anh em thấy không, những cái bước di chuyển kiểu vậy nó không có mang lại lợi thế gì đó, nó bị chậm đi rất là nhiều thời gian. Nếu mà xử lý mắt binh thì nó lại khác,
cái lối chơi của anh phía Suning vẫn là như vậy, vẫn đánh lên cánh trên, bỏ chấp nhận bỏ hai rồng để cho hàng pin nó hơn khoảng chừng 30-40 set, lấy được lợi thế, lấy từ trụ đồ các thứ, để trong những cái tình huống mà kiểu giao tranh rồng 3 hoặc rồng 4 như thế này nè, là tụi nó sẽ có cái lượng trang bị nhỉnh hơn của thằng top, anh em thấy không? Trong trường hợp này thằng pin nó vẫn đang nhiều trang bị hơn so với thằng flange, thì nó sẽ vịn vào cái sát thương của thằng top để nó cân bằng lại về mặt sát thương, và tụi nó tập luyện giao tranh với nhau rất là nhiều và tụi nó tự tin vào cái khả năng giao tranh tổng. Thì đó là cái lối chơi của anh Thủy Sudin trong xuyên suốt một năm vừa qua nha, một năm nha, chứ không phải là bây giờ anh mới chơi như vậy nha. Còn đường dưới á, thì đồng ý là có chênh lệch của hai xạ thủ rồi các thứ, chênh lệch, nhưng mà chênh lệch này nó chưa có đủ lớn để thực sự vượt trội á, thì vẫn chơi được, nói chung pha này vẫn BK được. Ôi nhưng mà má, nhưng mà pha này má, anh em thấy một Meko sọc bất lực, ăn được con rồng tan vỡ luôn. À, anh em nhìn pha này Meko nói gì nữa đi, đẩy cái thùng vụ nổ, đẩy thằng rừng đối phương ra để cho con rừng mình trừng phạt con rồng, lấy rồng nguyên, lấy rồng nước, đánh vậy thôi chứ anh em, đánh vậy thôi chứ. Còn Viper bắn phi luôn nha. Thằng Viper bây giờ là nó không có bị gây sức ép, thằng pin không nhắm vô đường Viper, nó thậm chí là nó chỉ biết, nó biết là nó sẽ gặp nguy hiểm bởi cái phân chia thiên hạ, nó để dành cái phân chia thiên hạ thôi, bắt nó nhìn vô thằng Angel. Angel mà nó vô cái nó tốc biến nó né. Nói chung pha này tụi EDG đánh giao tranh ghê quá, ghê thật sự luôn á. Low hop